Cập nhật thông tin tình báo mới nhất từ Vương quốc Anh, những ngày này bất chấp thiệt hại thảm khốc về nhân lực, phía Nga vẫn đang trung thành với chiến thuật ném quân vào bãi mình ở Ukraine. Hậu quả là ngay cả lữ đoàn tinh nhuệ của Nga giờ đây cũng đang rệu rã và chiến đấu một cách không hiệu quả. Chiến thuật ném quân vào bãi mình không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tổn thất thảm khốc của Nga, mà còn là sự yếu kém trong khâu tổ chức. Mới đây, đoạn video cho thấy quân đội Nga bày tỏ sự bất bình với Putin về việc thiếu một chuỗi chỉ huy đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Trong một nỗ lực cô lập các quốc gia bất hảo khỏi thế giới văn minh, chính phủ của gần 30 quốc gia, trong đó có nước chủ nhà Pháp, đã kêu gọi IOC loại bỏ người Nga và người Belarus khỏi Thế vận hội 2024 tại Paris. Nước Nga sẽ tự hủy diệt trong vòng một năm Người đứng đầu hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine dự đoán số phận của liên bang Nga trong đợt phản công sắp tới của Ukraine. Tại chảo lửa của cuộc chiến, lực lượng biên phòng và binh lính Ukraine đã phối hợp với nhau để tiến hành phản công gần Bakhmut, tiêu diệt một đơn vị thuộc tập đoàn lính đánh thuê Warner khét tiếng của Nga. Cuối cùng là một lính Mỹ tiến lộ chiến trường ở Bakhmut khốc liệt khủng khiếp đến mức tuổi thọ trung bình của một người lính chỉ còn khoảng 4 giờ. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Rất vui được gặp lại toàn thể quý vị khán thính giả thân thương của The Second Post trong bản tin cập nhật mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua. Thưa quý vị, những ngày này, bất chấp thiệt hại thảm khốc về nhân lực, phía Nga vẫn đang trung thành với chiến thuật ném quân vào bãi mình ở Ukraine. Hậu quả là ngay cả lữ đoàn tinh nhuệ của Nga giờ đây cũng đang rượu rã và chiến đấu một cách không hiệu quả, theo thông tin tình báo mới nhất từ Vương quốc Anh. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, tổn thất quân sự cao của Nga ở miền đông Ukraine đang ảnh hưởng đến các cuộc tấn công của Tổng thống Vladimir Putin trong khu vực. Trong bản cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh (MOD) cho biết Nga đã chịu nhiều thương vong, đặc biệt là ở Bakhmut cũng như Volodya, nơi lữ đoàn bộ binh hải quân 155 và 40 tinh nhuệ đã chịu tổn thất rất cao và do đó có khả năng chiến đấu không hiệu quả. MOD cho biết hôm thứ hai rằng các lực lượng Nga đang phải đối mặt với áp lực chính trị để đạt được những thành tựu trùng với lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 2. Có khả năng Nga sẽ tuyên bố rằng bác mút đã bị chiếm để phù hợp với lễ kỷ niệm, bất kể thực tế trên thực địa là gì. Các quan chức quốc phòng cho biết thêm rằng, nếu không có tiến triển nào trong cuộc tấn công mùa xuân, thì căng thẳng trong nội bộ Nga sẽ gia tăng một đánh giá khác của phương Tây cho biết Nga đang gặp khó khăn trong việc thay thế thiết bị và có lẽ thiếu nguồn lực để tăng cường độ tấn công mùa đông ở tỉnh Luhansk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW hôm chủ nhật cho biết đã có tổn thất xe tăng rất lớn của Nga, đủ cho khoảng 16 trung đoàn. Các lực lượng Nga gần như chắc chắn vẫn còn một số đơn vị cơ giới hóa được tái thiết trong lực lượng dự bị, nhưng lực lượng dự bị hạn chế này ở tiền tuyến tỉnh Luhansk sẽ không có khả năng thay thế đáng kể tiến trình của cuộc tấn công đang diễn ra tổ chức tư vấn cho biết, mặc dù Nga có thể tạm thời đạt được động lực, nhưng các lực lượng của Nga có thể sẽ đạt đến giới hạn khi chưa đạt được các mục tiêu và có khả năng không đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động, thông tin tình báo nói thêm. Giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, Trung tâm phân tích Hải quân, Michael Kaufman nói với podcast War on the Rocks vào thứ bảy rằng Cuộc tấn công mới của Nga đã bắt đầu ba tuần trước với một cuộc tấn công vào Volodya và có khoảng năm chục tiến công ở Donetsk và Luhansk Oblast. Mô tả cuộc tấn công là hơi áp đảo, Kofman cho biết nó có thể tăng cường độ nhưng không có khả năng phát triển về phạm vi trừ khi có một dự thảo khác. Để có một cuộc tấn công khác lớn hơn nhiều so với lần này, quân đội Nga sẽ phải tiến hành một đợt huy động thứ hai, ông nói. Đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ cần vài trăm nghìn lính bổ sung chiến thuật ném quân vào bãi mình không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tổn thất thảm khốc của Nga, mà còn là sự yếu kém trong khâu tổ chức. Mới đây, đoạn video cho thấy quân đội Nga bày tỏ sự bất bình về việc thiếu một chuỗi chỉ huy đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Cố vấn các vấn đề nội bộ của Ukraine, Anton Zerashenko, đã tweet một đoạn clip cho thấy quân đội Nga được huy động bày tỏ một loạt lời phàn nàn khi họ đứng trong tuyết ở một địa điểm không được tiết lộ. Đứng trước nhóm là một người lính đang đọc tuyên bố kêu gọi cả Vladimir Putin và Alexander Berkov, thống đốc từ vùng Omsk của Nga, nơi họ được huy động từ thành phố thủ phủ cùng tên. Người lính nói rằng nhóm này đến từ trung đoàn xe tăng 504, được huấn luyện thành lính pháo binh ở Omsk, trước khi được gửi đến thị trấn Chobakul của Oblast để chuẩn bị thêm cho một trận địa pháo. Khi họ trở về Omsk, khóa huấn luyện bổ sung mà họ mong đợi đã không được cung cấp và người lính nói rằng Trung đoàn đã được gửi đến miền đông Ukraine vào ngày 5 tháng 1, sau khi đến Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, tất cả nhân viên của họ đã được phân tán thành các nhóm khác nhau. Hệ thống chỉ huy của chúng tôi đã bị hỏng, người lính nói. Sĩ quan duy nhất ở lại với chúng tôi, chỉ huy trưởng pháo binh nói. Tôi không phải là chỉ huy của bạn và rằng trung đoàn 504 đã bị giải tán và được thông báo rằng Chúng tôi hiện thuộc về quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo người lính Nga, thi thể nhân dân của họ bị thu và đóng dấu không có ngày tháng, số thứ tự hay chữ ký của chỉ huy. Chúng tôi không biết chỉ huy của chúng tôi là ai và chúng tôi thuộc đơn vị nào. Anh nói, đồng thời cho biết thêm rằng không có liên lạc nào giữa trung đoàn trưởng của anh và tham mưu trưởng, một trung tá. Đoạn video xuất hiện sau nhiều tháng có báo cáo về tinh thần xuống thấp của quân đội Nga và số thương vong được báo cáo là rất lớn trong số những người chiến đấu cho Vladimir Putin hôm thứ Hai, các quan chức quốc phòng Anh cho biết Nga đã chịu nhiều thương vong, đặc biệt là ở Bắc Mút cũng như Vuleda. Các quan chức cho biết tổn thất cao trong lữ đoàn bộ binh hải quân tinh nhuệ số 155 và 40 có thể đã khiến họ chiến đấu không hiệu quả. Trong một nỗ lực cô lập các quốc gia bất hảo khỏi thế giới văn minh, chính phủ của gần 30 quốc gia, trong đó có nước chủ nhà Pháp kêu gọi IOC loại bỏ người Nga và người Belarus khỏi Thế vận hội 2024 tại Paris. Trước đó, gần 30 quốc gia đã yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế bằng văn bản loại bỏ đại diện của Liên bang Nga và Belarus tham gia Thế vận hội sắp tới tại Paris. Trong số các bên ký kết có Áo, Bỉ, Anh, Đức, Croatia, Sip, Cộng hòa Séc, Na Uy, Romania, Slovakia, Slovenia, Mỹ và Thụy Điển. Ban tổ chức đã gạt bỏ động thái này. Tuy nhiên, lần này Thomas Beck đã phải đau đầu trước chữ ký của Pháp, quốc gia sẽ đăng cai thế vận hội Olympic vào năm 2024, Politico viết. Trong thư, đại diện của 30 quốc gia đã nhắc nhở IOC về mối quan hệ giữa những người tham gia các đội tuyển quốc gia của Nga và Belarus với lực lượng vũ trang ở quốc gia của họ. Việc thể thao và chính trị ở các quốc gia này có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào cũng không phải là điều bí mật các bình ký kết tự tin rằng trong bối cảnh Putin gây hấn ở Ukraine, không có lý do gì các quan chức thể thao không thể hủy bỏ chế độ loại trừ đối với các vận động viên nga và Belarus do IOC thiết lập vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Hiện Ủy ban Olympic Quốc tế chưa bình luận về tối hậu thư. Trước đó, Chủ tịch IOC nói rằng người nga và người Belarus có khả năng tham gia Thế vận hội Olympic sắp tới dưới lá cờ trung lập. Kiev đã bị xúc phạm bởi một đề xuất như vậy và kêu gọi người đứng đầu IOC đến thăm Ukraine và tận mắt chứng kiến hậu quả của sự xâm lược của Nga. Tổng thống Zelensky nhắc Thomas Beck rằng, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, hàng nghìn quân nhân và thường dân đã hy sinh để bảo vệ quê hương của họ ở Ukraine, bao gồm cả các vận động viên chuyên nghiệp hiện tại và các nhà vô địch đang lên. Ngoài ra, không còn nghi ngờ gì nữa, Điện Kremlin đang tận dụng cơ hội xuất hiện trên trường quốc tế để tuyên truyền và biện minh cho cuộc chiến của mình. Hiện các đồng minh của Ukraine vẫn đang ủng hộ quan điểm của Kyiv, đe dọa tẩy chay IOC. Người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã vạch ra các mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến và chỉ ra một kịch bản có thể xảy ra đối với kết quả của nó cho Liên bang Nga. Giải phóng đất Ukraine và đánh đuổi kẻ thù ra khỏi biên giới năm 1991 người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov trong một cuộc phỏng vấn với The Sun. Một lần nữa thu hút sự chú ý đến sự hiện diện của một mục tiêu quân sự chính thức của Ukraine. Vào đêm trước ngày kỷ niệm cuộc xâm lược toàn diện của Nga, ông Danilov đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với các nhà báo, chỉ ra rằng Putin sẽ lặp lại số phận của Hitler. Vì ông ta là nhân quả kép của mình, trong khi đi xuống lịch sử của Liên bang Nga với tư cách là một người đàn ông đã lãnh đạo đất nước sụp đổ và góp phần vào sự hủy diệt của nó. Putin tự tin sẽ đi vào lịch sử Liên bang Nga với tư cách là kẻ hủy diệt. Năm tới, tôi lo lắng nhất về câu hỏi cho đến khi phương Tây nhận ra rằng Nga sẽ tan rã. Điều này là không thể tránh khỏi và quá trình này đã được đưa ra. Danilov nhấn mạnh. Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng lưu ý rằng Putin đang ấp ủ kế hoạch chia các Ukraine theo kịch bản Triều Tiên. Việc thực hiện chúng có thể tạo ra cơ hội cho nhà độc tài Nga biện minh cho mình trước người dân và chỉ ra thành tích chiến thắng. Danilov coi sự xuất hiện của xe tăng Ukraine trên quảng trường đó là một cách giải quyết tình huống hợp lý và người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đã không loại trừ một lựa chọn như vậy. Kết quả của các sự kiện như vậy sẽ tự động có nghĩa là một chiến thắng hoàn toàn cho Ukraine. Ông Danilov bày tỏ lòng biết ơn đối với phương Tây vì đã giúp đỡ và hỗ trợ hiệu quả, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước đối tác sẽ thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết trong việc chống xâm lược. Lực lượng biên phòng và binh lính Ukraine đã phối hợp với nhau để tiến hành phản công gần Bakhmut, tiêu diệt một đơn vị thuộc Tập đoàn Lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga. Dịch vụ báo chí của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết, các đơn vị súng cối của lực lượng biên phòng đã tiêu diệt một nhóm bộ binh Nga trong cuộc phản công, trong khi đó, những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào những binh sĩ Nga khác đang cố gắng né cuộc phản công. Vào buổi tối, binh sĩ Ukraine tiếp tục chặn 20 chiến binh Wagner ở ngoại ô Bắc Mút bằng cách sử dụng vũ khí nhỏ. Những người lính đánh thuê Nga đã cố thủ bên trong các tòa nhà và chờ hỏa lực hỗ trợ để cứu. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng đã tấn công nhóm này cùng với lực lượng vũ trang Ukraine. Kết quả là 6 lính Wagner đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương, số còn lại bỏ chạy. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook rằng Nga đã bắn 3 quả rocket, tiến hành 22 cuộc không kích và hơn 30 vụ pháo kích vào ban ngày hôm 20 tháng 2. Theo Ukraine, Nga tiếp tục tập trung pháo binh vào các thành phố phía bắc của khu vực Kharkov, cũng như ở khu vực phía đông Donetsk, bao gồm cả thành phố Bakhmut. Đáp lại, các lực lượng Kiev đã thực hiện 16 cuộc không kích vào khu vực có nhân viên và thiết bị quân sự của Nga và phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không của đối phương. Một người Mỹ đang chiến đấu ở Ukraine cho biết, chiến trường ở Bắc Mút khốc liệt khủng khiếp đến mức khi được triển khai tới mặt trận Bắc Mút. Tuổi thọ trung bình của một người lính chỉ còn khoảng 4 giờ. Đó là chia sẻ của cựu thủy quân lục chiến Mỹ Troy Offenbaker, người đang chiến đấu ở Bắc Mút. Anh cho biết, cảnh tượng ở mặt trận này vô cùng khủng khiếp. Offenbaker, người đang chiến đấu trong quân đoàn quốc tế bao gồm các binh sĩ nước ngoài của Ukraine, nói với ABC News rằng khi một người lính Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến ở Bắc Mút, tuổi thọ trung bình của họ chỉ còn khoảng 4 giờ. Thường vong rất nhiều, ở tiền tuyến tuổi thọ ước chừng chỉ còn 4 giờ. Ophan nói. Ophan cho biết Bắc Mút được gọi là máy xây thịt vì những cảnh rùng rợn và mô tả các cuộc giao tranh ở đây là hỗn loạn. Giao tranh đã gia tăng ở Bắc Mút khi Nga điều lực lượng tới đây kể từ mùa hè năm ngoái để chiếm thành phố. Nhưng giống như nhiều nơi khác, Nga đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ quân đội Ukraine tuy nhiên tay súng offenbecker không chắc quân đội ukraine có thể tiếp tục giữ thành phố này trong bao lâu chia sẻ với abc news offenbecker cho biết anh nhận thấy cuộc tấn công mới lớn của nga đã bắt đầu với Bắc Mút là trọng tâm các báo cáo từ cả hai bên tham chiến cũng đã tiết lộ thương vong nghiêm trọng ở Bắc Mút, bất chấp các báo cáo rằng nga đang vật lộn trong cuộc chiến do trang thiết bị đạn dược cạn kiệt và quân đội chưa được huấn luyện bài bản Open cho biết, các cuộc tấn công của người Nga đã diễn ra không ngừng nghỉ ở Bắc Mút, trong đó pháo binh hoạt động tích cực cả ngày lẫn đêm. Mark Kensian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ nghỉ hưu và cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói với Newsweek rằng, các trận chiến ở Bắc Mút gợi nhớ đến các trận chiến tiêu hao tổn thất lớn trong Thế chiến thứ nhất. Và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.